Các bạn thân mến nhé, hiện tại thì mình đang ghi hình bên nhà trai. Nhà trai là người Lùng nên là mình sẽ ghi lại một số hình ảnh về trang phục bản sắc dân tộc người Lùng. Thường thường thì người Lùng sẽ có một màu duy nhất, đó là màu đen các bạn nhé. Tại mình đang ghi hình bên nhà trai các bạn, mình sẽ ghi lại một số hình ảnh về làm ẩm thực tại đám cưới bên nhà trai. Đó thì mọi người đang chuẩn bị ẩm thực cho buổi tối ngày hôm nay. Đây thì mình thấy có giò các bạn. Ở đây thì mọi người đã... Đây là giò lợn đúng không anh? Đúng rồi. Đây là giò lợn các bạn nhé. Đây là mọi người đã thái sẵn rồi. Bây giờ đang thái giò bò các bạn. Ghi lại một chút hình ảnh ẩm thực của buổi tối ngày hôm nay. Các bạn cùng theo dõi. Đi vào trong bếp các bạn, mình quay một chút ở trong bếp. Đây này, chị ấy nhìn đẹp xinh xinh ạ. Vâng, đấy, chào các chị nhá, chào cô nhá. Khu này đa phần là người Lùng đúng không hả cô hả chị? Đây nó bán Lùng ngay đây. À bán Lùng. À, đây là trang phục của đồng bào dân tộc người Lùng các bạn. Thường thường thì trang phục thì sẽ có một màu đen thôi. Thường thường ở trang phục mình là trên phục mình là có một màu đen đúng không chị? Đúng không? Một màu đen. Mà bác nhìn đây mình sẽ quay một chút hình ảnh về trang phục các bạn để mọi người cùng theo dõi. Ở bên này thì mấy chị đang bỏ dưa à? Chị đang cắt dưa. Dạ. Chuẩn bị cho bữa tối đấy nhờ. Mấy chị là hàng xóm chứ đúng không? Bọn chị là hàng xóm. Dạ. Giúp đỡ nhau. Dạ. Ở đây thì thường thường mọi người sẽ kiểu là hàng xóm giúp đỡ nhau các bạn. Bữa cỗ chính là tối nay à đúng không chị? Tối nay 4 giờ. Dạ. Dạ. Đó. Giờ thì mọi người đang chuẩn bị làm cỗ cho buổi tối các bạn nhé. Hiện tại mình đang ghi hình tại nhà trai các bạn. Nhà trai là người Lùng. Ở đây thì cô dâu đã về bên nhà trai. Theo mỗi bản dân tộc thì khi mà cô dâu là dân tộc gì thì khi mà về nhà trai dân tộc đó thì phải mặc trang phục dân tộc đó. Mình sẽ ghi lại một số hình ảnh nhé. Trước khi vào nhà thì ở đây thì có thầy các bạn sẽ làm một số cái lễ nghi cũng như là một số cái phong tục như là cúng bái gì đó để cô dâu được bước vào nhà. Mình sẽ ghi lại một số hình ảnh trong đám cưới của bà đây thì thầy sẽ đang cúng các bạn. Lát nữa thì mình sẽ ghi lại một số hình ảnh về khoảnh khắc đám cưới của đồng bào dân tộc người Lùng. Cái xe bên đây là xe mà chứa một số những cái đồ vật như kiểu chăn màn, nồi liêu xoong chảo, mâm từ bên nhà gái mà được anh em bạn bè tặng cho cô dâu để mang sang bên nhà trai các bạn nhé. Mình thì lúc ấy mình không thể ghi được cái cảnh mà cô dâu bước từ nhà mình đi ra. Mình sẽ ghi lại một cái cảnh mà cô dâu ở bên nhà trai. Đây thầy sẽ làm lễ các bạn nhé. Xin lên dương ở đó. Thầy sẽ cúng và cho con dâu vào nhà các bạn. Và sẽ hơn nữa sẽ phải đá qua những cái cây này thì cô dâu mới được vào nhà các bạn. Đây là cô dâu chú rể các bạn nhé. Theo mỗi đồng bào dân tộc thì mình nghĩ là đều thua nhau hết. Khi mà chú rể là người Lùng thì cô dâu khi sang nhà trai sẽ phải diện trang phục của đồng bào dân tộc người Lùng. Đây là làm cưới của đồng bào dân tộc người Lùng các bạn. Khi mà chú rể là người Lùng nhưng lấy cô dâu là người Mông thì sẽ có những cái nghi thức gì thì mình sẽ truyền tải một số hình ảnh trên kia để mọi người có thể cùng theo dõi. Đây thì một lát nữa thì cô dâu mới được vào nhà các bạn. Bây giờ thì đang phải chờ thầy làm lễ. Họ sẽ được ngồi đây để chờ. Cô dâu cũng khá là xinh các bạn. Ở đây chú rể, phù dâu phù rể thì vẫn phải ngồi ở đây để mà chờ thầy làm lễ thì lát nữa mới được vào nhà. Mình sẽ ghi lại một số cái hình ảnh cũng như là trang phục của đồng bào dân tộc người Lùng. Người Lùng thì sẽ có một màu đen duy nhất từ đầu cho đến chân các bạn, và xen lẫn bên đó là sẽ
có một số những cái vòng mà làm trang sức đây để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ cũng như cùng dự tiệc nước tiệc cúc tiệc trà cùng chương trình giao lưu. Ở đây thầy đang làm lễ sẽ cúng gọi là xin âm dương để mà xin cho cô dâu vào nhà. Mình sẽ ghi lại một số cái cảnh mà trước khi cô dâu vào nhà các bạn ấy, sẽ diễn ra như thế nào và một chút cái phong tục của tập quán của đồng bào dân tộc người Lùng. Bây giờ thì mọi người sẽ chuyển một số cái đồ mà từ bên nhà gái sang các bạn, đây các bạn nhé, chăn màn mà những cái đồ vật từ bên nhà gái anh em của cô dâu tặng cho cô dâu các bạn sẽ được mang sang bên nhà trai, chăn ga gối đệm mà nồi niêu song chảo gì đó, gọi là như kiểu một đồ vật, một chọn bộ một cái đồ vật để có thể sinh sống được. Đây là chăn các bạn. Chăn thì được tặng rất là nhiều, chăn màn tặng rất là nhiều, chiếu. Đó là một cái đồ, số cái đồ vật mà gia đình nhà gái cũng như anh em bạn bè tặng cho cô dâu. Có cả nồi các bạn nhé, song chảo luôn nhé, song chảo bát đĩa luôn. Đây thì mọi người sẽ mang vào trong nhà luôn các bạn nhé. Mình sẽ truyền tải một số hình ảnh mà khi mà cô dâu về nhà trai các bạn sẽ có những cái phong tục lễ nghi như thế nào, các bạn cùng theo dõi. Mình sẽ ghi lại một ảnh số hình ảnh ở trong nhà các bạn. Liên bộ. Giờ thì cô dâu sẽ di chuyển lên trên buồng các bạn. Đây là các bà dân tộc người Lùng các bạn nhé. Mình sẽ vào hỏi chuyện. Đây, các bà chuẩn bị trang phục để ra tiếp khách à? Đúng không ạ? Bán quần áo, mua quần áo. À, đây là mua bán quần áo luôn tại đây à? Ở đây thì mọi người sẽ diện trang phục của đồng bào dân tộc mình. Cái vòng này có phải vòng bạc không bác? À bà? Có chứ. Vòng bạc thôi à? Thường thường thì trang phục thì sẽ có một màu, đó là màu đen các bạn. Và bên cạnh đó thì sẽ phụ thêm một số những cái vòng bạc.
À, mình đang ghi hình tại gia đình của bên nhà trai các bạn nhé. Cô chú rể là người Lùng các bạn, và lấy cô dâu là người Mông. Thì có những cái gì đặc biệt? Thường thì sang bên nhà trai thì là người Lùng, thì mình sẽ thấy mọi người sẽ tiện toàn bộ trang phục của đồng bào dân tộc mình. Ở đây chỉ có duy nhất là các bác là sẽ không diện thôi. Sẽ ghi lại một số cái nghi lễ, những nghi thức của đồng bào dân tộc mình. Số hình ảnh, mình sẽ ghi lại một số hình ảnh cuối cùng trong đám cưới của đồng bào dân tộc người Lùng. Đây là trang phục của đồng bào dân tộc người Lùng khi mà mọi người đi đón khách bạn và các cô nhá. À, mọi người sẽ mặc trang phục này trong dịp nào cô? Đám cưới à? Thế đám cưới à? À, mình sẽ ghi lại một số hình ảnh trong rào các bạn. À, bên trong này thì mọi người sẽ ăn cơm của khách. Và ghi lại một số hình ảnh cuối cùng các bạn nhé.